Giờ đây, việc gửi tặng hoa tươi chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Dịch vụ đặt hoa tươi online chỉ với một cú click chuột nay đã có mặt tại tất cả các quận huyện 63 tỉnh thành trên cả nước. Chất lượng hàng đầu, thực hiện nhanh chóng, miễn phí vận chuyển, thanh toán online, nhận đặt hoa theo yêu cầu. Truy cập ngay flowerforyou.com.vn. Thông tin chi tiết xem tại mô tả dưới video này. Thương hiệu Viettel được định giá hơn 3 tỷ đô la Mỹ, là top 50 thương hiệu viễn thông có giá trị nhất thế giới. Brand Finance, nhà tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, vừa công bố danh sách 50 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam năm 2018. Theo đó, Viettel tiếp tục là thương hiệu đứng số 1 về giá trị với mức định giá 3,178 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,7% so với năm 2017, bằng tổng giá trị của thương hiệu đứng thứ 2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng cộng lại. Trong bảng xếp hạng 300 thương hiệu viễn thông giá trị nhất thế giới năm 2018 của Brand Finance, Viettel đứng thứ 47, tăng một bậc so với năm 2017, xấp xỉ các nhà mạng khác như Singtel, số 1 ở Singapore, Ooredoo, số 1 ở khu vực Trung Đông. Năm 2018 là một năm quan trọng của Viettel với việc hình thành xong 3 ngành công nghiệp mới là công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, đổi tên thành tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội và tuyên bố chuyển sang giai đoạn phát triển thứ tư với mục tiêu toàn cầu hóa và đi đầu trong cuộc cách mạng 4.0. Trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, năm 2018 là một năm thành công đối với Viettel trong việc mở rộng đầu tư tại châu Á. Mitel, thương hiệu của Viettel tại Myanmar, đã đạt gần 5 triệu thuê bao chỉ sau 6 tháng chính thức kinh doanh, chiếm thị phần gần 10% tại nơi đây. Mitel đã đưa Myanmar trở thành thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Viettel trong lịch sử, đồng thời cũng là một hiện tượng về tăng trưởng của ngành viễn thông thế giới. Năm 2018, Viettel cũng ứng dụng nhiều công nghệ 4.0 vào sản phẩm, dịch vụ, như là đưa công nghệ blockchain vào quản lý hồ sơ sức khỏe y tế cá nhân, áp dụng công nghệ AI vào xây dựng phần mềm hệ thống nhận diện biển số xe, phương tiện và nhận diện khuôn mặt, áp dụng công nghệ AI vào các sản phẩm trợ lý ảo, chatbot, đã mang lại hiệu quả, từng bước thực hiện hóa chiến lược của Viettel trong giai đoạn phát triển mới 4.0 và toàn cầu. Đi kèm với đó, Viettel cũng tuyên bố đầu tư mạnh vào nghiên cứu sản xuất thiết bị 5G và dự kiến triển khai thử nghiệm công nghệ này trong năm 2019. Tháng 8 năm 2018, Tổng cục Thuế Bộ Tài chính xếp hạng Viettel ở vị trí số 1 trong danh sách những công ty nộp thuế lớn nhất Việt Nam. Đây là vị trí mà Viettel luôn giữ trong những năm gần đây. Hà My, theo Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.